Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 1 và bây giờ những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng và tặng quà Tết cho công nhân lao động. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các bộ ngành địa phương phải đảm bảo an toàn, an ninh và sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các trường học chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Chủ động phòng chống dịch tại chợ Hoa Xuân, thành phố Hưng Yên. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long thưởng Tết bình quân đạt 30 triệu đồng một người. Lực lượng công an tỉnh tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, chúc Tết 4 đảng viên ở huyện Tiên Lữ, thăm tặng quà đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Bảo Hưng có địa chỉ ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đợt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 năm 2022 cho đảng viên Trần Văn Toàn, sinh năm 1929, đảng viên Tô Văn Lịch đều đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Phí Xá, xã Lệ Xá, đảng viên Trần Thanh, sinh năm 1929 và đảng viên Nguyễn Văn Na, sinh năm 1922 đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Đây đều là những đảng viên tiêu biểu được kết nạp đảng từ khi còn trẻ và có quá trình công tác, đóng góp cho phong trào cách mạng cũng như xây dựng quê hương đất nước đổi mới, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được tổ chức giao phó. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng 4 đảng viên được trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng đợt này. Đây là niềm tự hào không chỉ của gia đình, bản thân các đồng chí đảng viên mà còn là của quê hương Tiên Lữ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đảng viên năm mới dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho các phong trào của địa phương, là tấm gương để con cháu noi gương học tập. Đối với đảng bộ chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới đời sống tinh thần vật chất các đảng viên cao tuổi đảng. Công ty cổ phần Bảo Hưng đang tạo việc làm cho gần 600 lao động. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, nhưng ban lãnh đạo công ty đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới thiết bị, phát động các phong trào thi đua. Qua đó, doanh thu đạt trên 5 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân là 10 triệu đồng một người. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương những nỗ lực cố gắng của công ty trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống của người lao động, đặc biệt tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đã phát huy vai trò tích cực hoạt động, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian tới, ban lãnh đạo công ty tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Cái Tết này thì tôi đề nghị là lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch, bởi vì chúng ta đang trong trạng thái là thực hiện là phải thích ứng linh hoạt an toàn với dịch COVID-19, đồng thời cũng phải kiểm soát một cách có hiệu quả dịch COVID-19. Thế cho nên là các biện pháp kiểm soát dịch trong cái dịp Tết này chúng ta cần phải tăng cường hơn một bước nữa. Đấy, rồi cán bộ, công nhân, người lao động của doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Chúng ta đang rất an toàn, tôi có thể nói là chúng ta đang rất an toàn trong nội bộ, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có khả năng mất an toàn nếu như chúng ta lơ là chủ quan để cho lây nhiễm dịch. Cho nên là doanh nghiệp cũng thường xuyên tiến hành cái việc xét nghiệm định kỳ, chọn mẫu, hoặc khi cần thiết mà có cái nguy cơ lây nhiễm cao thì các đồng chí xét nghiệm thường xuyên với cái diện rộng, thậm chí là 100% người lao động để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cái doanh nghiệp của chúng ta. Và tới đây rồi các đồng chí cũng sẽ về ăn Tết, thật là sum vầy cái Tết đoàn viên và cái Tết an toàn. Trước thềm xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, công nhân và người lao động công ty cùng gia đình đón Tết hạnh phúc an khang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao 55 suất quà tặng đoàn viên công đoàn tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1.250.000 đồng.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng cho 15 đảng viên, trong đó có một đảng viên huyện Quái Châu, 4 đảng viên huyện Văn Giang, 5 đảng viên huyện Ân Thi, 1 đảng viên huyện Văn Lâm và 4 đảng viên huyện Phù Cừ. Đều là những đảng viên cao tuổi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trao tặng huy hiệu cho các đảng viên, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào lớn đối với đồng chí, gia đình và dòng họ, mà còn là vinh dự của đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản chúc các đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tích cực lao động học tập, góp sức xây dựng quê hương giàu mạnh. Nhằm đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi an toàn và chuẩn bị cho việc mở cửa trường học trở lại, cũng như tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế xã hội thích ứng an toàn linh hoạt sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dự và phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Sau hơn 3 tháng thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, số ca mắc mới của cả nước tăng so với thời gian trước, nhưng do triển khai mạnh mẽ công tác tiêm chủng nên tỷ lệ ca tử vong giảm mạnh từ 2,4% xuống 1,2%. Số ca diễn biến nặng, nguy kịch cũng giảm. Cả nước hiện ghi nhận 166 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó chỉ có 6 ca ghi nhận trong nước, còn lại là các ca nhập cảnh đã được kiểm soát ngay. Báo cáo với Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho biết, qua các đợt dịch, tuy ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, nhưng tỉnh Hưng Yên cơ bản kiểm soát tốt, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Tỷ lệ chuyển ca nặng và tỷ lệ tử vong của Hưng Yên rất thấp. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng của tỉnh những tháng cuối năm 2021 tăng mạnh, giúp đạt và vượt nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cả năm. Hưng Yên cơ bản hoàn thành tiêm vaccine liều cơ bản và đang triển khai chiến dịch thần tốc tiêm vaccine mũi 3. Số lượng vaccine về đâu thì chúng tôi tiêm hết đến đó. Và ước tính khoảng đến ngày 29 Tết thì tỷ lệ khoảng 60%. Và riêng đối với toàn bộ các công nhân khu công nghiệp của toàn tỉnh phấn đấu khoảng 100%. Hưng Yên ưu tiên tiêm cho các đối tượng đó là các công nhân lao động để đảm bảo các nhà máy hoạt động bình thường và không ảnh hưởng đến sản xuất kinh tế. Đối với lại công tác phòng chống dịch trước và sau Tết thì chúng tôi đã có kế hoạch đảm bảo là thứ nhất là người dân về ăn Tết cũng được đảm bảo thông thoáng đi lại và không ảnh hưởng gì đến việc đi lại người dân, nhưng mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch. Nguồn lây bệnh chủ yếu là xác định đó là nguồn biến động dân cư, test nhanh đảm bảo là chính người mà các địa phương về, tức là các người con quê hương về, đảm bảo được phát hiện sớm thì như thế để đảm bảo sức khỏe cho người dân và bản thân những người dân ở tại địa phương thì không bị lây nhiễm. Vì chúng tôi ở đây là các khu tổ dân phố, khu dân đã đảm bảo rất là chặt chẽ. Sau ăn Tết tất cả các học sinh sẽ được đi học trở lại. Cuối cùng là cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các và Bộ Y tế thì quan tâm cung cấp thuốc cho hỗ trợ cho Hưng Yên cái thuốc điều trị F0 hiện nay là Hưng Yên cũng đang thiếu cũng rất là nhiều. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tham mưu trình Chính phủ ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch giai đoạn mới, tổ chức hiệu quả chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine xuân 2022. Mục tiêu cao nhất là phải giảm tối đa ca tử vong, đảm bảo tối đa an toàn sức khỏe cho người dân, không để bị động bất ngờ với các biến chủng mới. Tinh thần là cần mở cửa trường học trở lại sớm nhất, nhanh nhất có thể, trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 4, dần mở cửa du lịch trên tinh thần đồng bộ, tổng thể nhất quán, không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải đảm bảo an toàn, an ninh và an dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sau khi có thông báo số 21 ngày 23 tháng 1, kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, nội dung người dân về quê ăn Tết cần áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch. Chủ trương này đã được đại bộ phận người dân đồng thuận và ủng hộ, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh. Tôi thì hoàn toàn ủng hộ cái kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh là mọi người dân khi về ăn Tết
thì phải khai báo y tế, xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày. Mọi người nên nâng cao trách nhiệm, ý thức trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong cái dịp Tết này. Chúng tôi là người dân rất là ủng hộ và nghiêm túc thực hiện. Tôi cũng vẫn bắt con cháu về quê ăn Tết là phải test Covid để cho an toàn cho gia đình và cộng đồng. Tôi từ Bình Dương đưa gia đình về đây ăn Tết, mà về đến địa phương này thì tôi cũng trực tiếp đi khai báo xong rồi tôi mới về nhà. Tôi cũng rất là đồng tình về cái vấn đề mà test Covid sàng lọc trước khi về với cả gia đình. Đây là những việc cần nên làm. Còn khi về đến nhà rồi thì tôi sẽ tự theo dõi sức khỏe ở nhà và thực hiện 5K của Bộ Y tế. Thực hiện kết luận số 21 này của ban dân tỉnh, ban chỉ đạo của xã đang nỗ lực tuyên truyền, nhân dân đồng tình ủng hộ thì chắc chắn rằng cái tình hình dịch bệnh của địa phương thì sẽ hạn chế cái việc lây lan trong cái dịp Tết Nguyên đán. Là một người con sinh ra mà lớn lên tại Hưng Yên, đi làm xa quê hương thì đều muốn là về quê ăn Tết, sum họp gia đình để đảm bảo an toàn cho tất cả người dân, không chỉ cho mình và cho bà con xung quanh, thì đó là một cái chủ trương đúng. Cho bệnh tật không có, không ảnh hưởng đến người xung quanh, đặc biệt là những người gia đình thì đó là việc nên làm. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, với 372 ca mới ghi nhận trong 24 giờ qua, ngày thứ hai liên tiếp, số ca mắc COVID-19 của tỉnh Hưng Yên giảm mạnh so với con số trung bình trên 600 ca một số ngày trước đó. Trong 372 ca mới ghi nhận, có 159 ca phát hiện bằng phương pháp PCR và 213 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 409 F1, 76 F2. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận nhiều nhất với 58 ca, huyện Quế Châu ghi nhận 53 ca, huyện Văn Lâm ghi nhận 52 ca, huyện Văn Giang ghi nhận ít nhất với 19 ca. Theo số liệu phân tích của Sở Y tế, trong hơn 11.000 ca mắc mới từ đầu năm 2022 đến nay, 14% là số ca ghi nhận trong cộng đồng, 36% làm việc tại các doanh nghiệp, 75% trong lứa tuổi lao động, 56% số ca mắc là nữ, chỉ có 15% số ca có biểu hiện nhiễm bệnh. Hiện toàn tỉnh đang quản lý điều trị cho trên 7.800 bệnh nhân COVID-19, trong đó trên 3.600 bệnh nhân điều trị tại nhà. Thành phố Hưng Yên là địa phương thứ 10 tổ chức điều trị cho F0 tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu 63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để đón học sinh, sinh viên đi học trước ngày 14 tháng 2 năm 2022. Các trường học đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường an toàn ngay sau Tết Nguyên đán. Ngay sau khi địa phương kết thúc thời gian sử dụng làm nơi cách ly y tế tạm thời các F0, F1 và ca nghi nhiễm, trường Trung học cơ sở Đình Dù, huyện Văn Lâm đã triển khai các bước chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Bước đầu là bổ sung các vật tư y tế như nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, đồng thời lên kế hoạch tổng vệ sinh, đảm bảo môi trường học tập an toàn. Nhà trường chúng tôi xây dựng quy trình xử lý khi có ca nghi lây nhiễm tại trường, xây dựng thời khóa biểu dạy học theo 3 phương án. Phương án 1 áp dụng đối với hình thức 100% các em đi học tại trường. Phương án 2 kết hợp dạy học trực tuyến với dạy học trực tiếp. Phương án 3, chia ca, ca sáng, ca chiều. Nhà trường tôi đã sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch và đảm bảo an toàn cho các em học sinh quay trở lại trường. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết giáo viên và học sinh từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nhiều địa phương đang triển khai tiêm mũi thứ 3. Tuy nhiên, hầu hết học sinh khối 6 và bậc tiểu học chưa được tiêm, nên nhiều khả năng khi học sinh đi học trở lại sẽ phải chia ca, chia lớp. Hiện ban giám hiệu các trường đã tập trung xây dựng kế hoạch lập thời khóa biểu, cân bằng giữa dạy kiến thức mới và ôn tập kiến thức học trực tuyến. Trong khâu tư vấn tâm lý thì nhà trường đã có ít nhất 3 thầy cô được học rất bài bản và được cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó thì nhà trường đã liên hệ với trung tâm tư vấn để các cô về chia sẻ tâm lý với học sinh. Bởi lẽ học sinh trong một thời gian dài các con không được đến trường, chuẩn bị các cái thiết bị về máy đo thân nhiệt, về cái khẩu trang cũng như là các cái khu rửa tay vệ sinh ở các nơi để cho các em đi đến trường theo cái sự phân luồng, tránh cái hiện tượng là các em đi tập trung, tổng vệ sinh ở các nơi, phun khử khuẩn ở các cái khu vực mà để chuẩn bị cho các em là sẽ đến trường một cách mà an toàn nhất. Hiện nay nhiều trường học vẫn đang được các địa phương trưng dụng làm điểm cách ly y tế tạm thời đối với các ca F0 nghi nhiễm. Sở Giáo dục và Đào tạo
cũng đang tổng hợp ý kiến của ngành y tế, các nhà trường, các địa phương để xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường phù hợp, an toàn. Những ngày này, tại chợ Hoa Xuân trên địa bàn thành phố Hưng Yên diễn ra khá là nhộn nhịp. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Ban Quản lý chợ Hoa Xuân đã lên phương án và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dù ở cách chợ Hoa Xuân hơn 20 km, song năm nào vợ chồng ông Nguyễn Tiến Diện ở xã Bình Kiều, huyện Quai Châu cũng tới chợ để chiêm ngưỡng và lựa chọn cho gia đình mình cành đào chơi Tết. Ông Diện cho biết, hoa là món quà tươi đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Nếu thiếu hoa thì Tết sẽ không trọn vẹn. Bởi vậy, ông tới chợ Hoa Xuân một phần là để mua hoa, một phần là để cảm nhận được không khí náo nhiệt, háo hức chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới. Chiều hôm nay tôi đi ra chợ Hoa Xuân và đến cổng cũng được một số lực lượng nhắc nhở là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Thế đi vào trong chợ thì thấy mọi người cũng đều có ý thức chấp hành tốt về cái việc phòng chống Covid. Tôi thấy vui vẻ, phấn khởi. Nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của nhân dân, thành phố Hưng Yên đã tổ chức chợ Hoa Xuân trên địa bàn phường Hiến Nam từ ngày 15 đến hết ngày 29 tháng 12 âm lịch, gồm trên 100 gian hàng với đa dạng các loại hoa cây cảnh như phong lan, tulip, đào, bưởi, quất, có giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên giá hoa năm nay hầu hết giảm từ 5 đến 15% so với năm trước. Từ ngày 23 tháng Chạp đến nay, khách đổ về chợ Hoa Xuân rất đông, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan và bùng phát dịch bệnh. Để ngăn chặn và phát hiện sớm trường hợp F0, Ban Quản lý chợ Hoa đã quy định cả người bán và người mua khi vào chợ đều phải nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo được tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh, thì Ban Quản lý chợ Hoa cũng đã tổ chức thành lập 3 cái chốt kiểm soát dịch bệnh, phối hợp với các lực lượng để kiểm soát cũng như là đo thân nhiệt và điều tra dịch tễ toàn bộ số người đi ra vào chợ Hoa. Và ngoài ra thì Ban Quản lý chợ Hoa cũng đã tổ chức ký cam kết cho toàn hộ kinh doanh và cứ cách 3 ngày thì tổ chức test một lần toàn bộ người thực hiện bán hàng. Chúng tôi ở đây bán hàng là đều được test Covid từ 2 đến 3 lần. Tất cả những người mà khi đã vào cửa hàng của tôi thì chúng tôi đều khuyên, tức là mỗi người đeo khẩu trang cẩn thận. Đấy, và khi tiếp xúc là cũng đứng ở cách ở một cự ly nhất định. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, người dân khi tới chợ Hoa Xuân cũng cần chủ động, nghiêm túc chấp hành thông điệp 5K để việc du xuân, mua sắm ngày Tết được diễn ra an toàn. Nhờ nhanh nhạy trong chuyển dịch thị trường xuất khẩu, sự uy tín với đối tác nên mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp vẫn có kết quả sản xuất kinh doanh rất khả quan trong năm 2021. Năm 2021, cùng với mở thêm một nhà máy mới đi vào hoạt động tại huyện Khoái Châu, tổng doanh thu của công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn tăng gần 30% so với năm 2020. Đạt 725 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 46 tỷ đồng. Tổng thu nhập của hơn 3.500 lao động đạt bình quân 12 triệu đồng một người trên tháng. Tết Nhâm Dần này, tiền thưởng Tết của người lao động đạt bình quân 30 triệu đồng một người. Chúng tôi tiếp tục là sẽ có nhiều cái định hướng đổi mới để làm sao mà không những phát triển cho cái cơ sở 1 và tiếp tục cái cơ sở 2 và các cái cơ sở tiếp theo nữa, để làm sao mà đời sống cán bộ nhân viên được nâng lên và hai nhà máy để phát triển, và thứ ba là đóng góp vào cái sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên. Bước sang năm 2022, công ty đã ký đơn hàng sản xuất đến hết tháng 5 với các sản phẩm may mặc truyền thống là đồ bơi, hàng giắc kép, xuất khẩu sang 4 thị trường chính là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Hiện công ty đang cần tuyển dụng thêm khoảng 600 lao động để tiếp tục phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất tại nhà máy số 2 ở xã Dân Tiến, huyện Quai Châu, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 4.000 lao động. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định số 250 và 252 về việc phê duyệt và công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện, phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính, kết quả xác định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021,
khối các sở ban ngành tỉnh có 7 đơn vị xếp loại xuất sắc, gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Giao thông Vận tải. Khối Ủy ban Nhân dân cấp huyện có 4 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ là các huyện Văn Lâm, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên. Về kết quả xác định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, có 11 đồng chí xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với kết quả công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện năm 2021, có một đơn vị xếp loại tốt là Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ, đạt 82,02 điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu căn cứ vào các kết quả đã công bố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp huyện và chỉ số cải cách hành chính của cơ quan đơn vị trong các năm tiếp theo. Sau hơn một tháng ra quân trấn áp tội phạm, các lực lượng công an tỉnh đã triệt phá hàng chục chuyên án, làm rõ hàng trăm vụ việc khác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ trong tháng đầu ra quân trấn áp tội phạm, công an huyện Kim Đồng đã triệt phá làm rõ 24 vụ việc, bắt giữ gần 30 đối tượng, vận động tự nguyện giao nộp một khẩu súng tự chế, trong đó triệt phá nhiều chuyên án quan trọng. Điển hình như chuyên án về tàng trữ ma túy tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, chuyên án bắt giữ một đối tượng quê Thanh Hóa đang vận chuyển 15 hộp pháo hoa nổ, tương đương trên 20 kg, bắt một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Hà Nội. Trong cái thời gian tới, để tiếp tục tăng cường, quyết liệt hơn nữa trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự và tập trung đấu tranh vào các cái nhóm đối tượng như là nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, các cái nhóm đối tượng cờ bạc và pháo nổ, môi trường gây rối trật tự công cộng để đảm bảo cho nhân dân được đón Tết được an toàn và yên vui. Trong tháng đầu ra quân, công an huyện Tiên Lữ cũng đã phát hiện, đấu tranh triệt phá hàng chục chuyên án. Vụ việc xảy ra trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật, phát hiện làm rõ trường hợp buôn bán hàng hóa không hóa đơn chứng từ. Thực tế trên cho thấy tình hình tội phạm càng sắp Tết càng có diễn biến phức tạp, đa dạng và khó lường, đòi hỏi lực lượng công an cần đẩy mạnh hơn nữa trong công tác đấu tranh, và những kết quả trên là động lực để tiếp tục đấu tranh trong thời gian tới. Trước, trong, sau Tết, huy động 100% các lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát cũng như truy vết các trường hợp F1, đặc biệt trong cái dịp Tết, chúng tôi sẽ tăng cường để triển khai các cái nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ thu hồi vũ khí và liệu nổ công pháo. Thời điểm này, lực lượng công an các huyện, thành phố, thị xã và các lực lượng khác đều được đặt trong tư thế sẵn sàng ứng phó với các tình huống đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào những ngày cuối năm. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 26 tháng 1 đã đồng thời gửi văn bản bác bỏ đề nghị của Nga về việc ngừng mở rộng về phía đông, song vẫn để ngỏ con đường ngoại giao để giải quyết các bất đồng. Phát biểu với báo giới sau khi văn bản được gửi cho Nga, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ không thỏa hiệp về chính sách mở rộng về phía đông bởi điều đó mâu thuẫn với nguyên tắc cốt lõi của khối. Tương tự như vậy, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định cánh cửa của NATO luôn rộng mở. Về phần mình, Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông và kế hoạch kết nạp Ukraine là vấn đề sống còn và là lằn ranh đỏ mà phương Tây không nên bước qua. Giới quan sát nhận định, động thái tiếp theo của Nga sau các phản hồi và đề xuất của phương Tây sẽ quyết định cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Moscow và phương Tây về vấn đề Ukraine. Quân đội Hàn Quốc thông báo sáng 27 tháng 1, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Theo quân đội Hàn Quốc thì đây là vụ phóng thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một vật thể không xác định vào biển Nhật Bản và hiện giới chức Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về vụ phóng này. Trước đó ngày 25 tháng 1, Bình Nhưỡng đã bắn hai tên lửa hành trình, được cho là loại tên lửa không bị cấm theo các lệnh trừng phạt hiện hành của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Nước này cũng đã thử nghiệm vũ khí được cho là tên lửa đạn đạo vào ngày 14 và 17 tháng 1 và tên lửa siêu vật thanh vào ngày 5 và 11 tháng 1. Loạt vụ thử vũ khí đã khiến cho các quốc gia trên toàn cầu lên án và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải họp kín để tìm cách giải quyết vấn đề Triều Tiên. Thái Lan và Ả Rập Xê Út vừa qua đã thống nhất trao đổi đại sứ trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau vụ một người Thái Lan trộm tài sản của thành viên Hoàng gia Ả Rập Xê Út cách đây hơn 30 năm khiến quan hệ hai bên căng thẳng. Tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha với Thái tử Mohammed bin Salman cho biết hai bên sẽ bổ nhiệm các đại sứ trong tương lai gần
và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Ả Rập Xê Út cũng sẽ mở đường bay tới Thái Lan vào tháng 5 tới. Cách đây 30 năm, vụ việc một lao động Thái Lan ăn cắp đá quý trị giá khoảng 20 triệu đô la Mỹ vào năm 1989 của chủ nhân, vốn là một hoàng tử, khiến cho Riyadh hạ quan hệ với Bangkok. Một năm sau vụ việc này, ba nhà ngoại giao của Ả Rập Xê Út ở Thái Lan cũng đã bị sát hại trong ba vụ ám sát riêng biệt xảy ra trong cùng một đêm. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 26 tháng 1 đã thông báo Mỹ đã chia sẻ 400 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với toàn cầu. Giới chức Nhà Trắng đã công bố cột mốc quan trọng này, trong đó cho biết 400 triệu liều vaccine được gửi đến 112 quốc gia. Số lượng này nhiều hơn 4 lần bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng cộng, phía Mỹ đã cam kết chia sẻ hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 với các quốc gia khác, điều mà các chuyên gia y tế cho rằng hết sức quan trọng để vượt qua đại dịch COVID-19. Việt Nam nằm trong số các quốc gia được Mỹ chia sẻ vaccine và đã nhận được 24 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của chính phủ Mỹ. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc tuyên bố sẽ truy quét các nội dung trực tuyến tiêu cực để thanh lọc Internet của nước này trước thềm Tết Nguyên đán và Olympic Bắc Kinh. Theo đó, chiến dịch sẽ được thực hiện trong một tháng. Cơ quan này cảnh báo những thông tin như khiêu dâm, bạo lực và thông tin xấu độc, bất hợp pháp nên bị loại bỏ để tạo ra không gian mạng tích cực. Cơ quan quản lý khẳng định sẽ chặn các tin đồn nhảm, lan truyền và ngăn những người nổi tiếng phạm pháp, vô đạo đức xuất hiện trở lại trên không gian mạng. Trung Quốc những năm gần đây xóa sự hiện diện trên Internet của những người nổi tiếng có hành vi sai trái. Các hành vi tiêu cực khác bị cơ quan quản lý mạng Trung Quốc nhắm tới gồm khoe mẽ sự giàu có, tôn thờ tiền bạc, ăn uống quá độ và ủng hộ bói toán trên Internet. Các chương trình chứa nội dung không lành mạnh, những người nổi tiếng có tư tưởng chính trị không đúng đắn, phong cách ẻo lả cũng sẽ bị xóa bỏ. Một cụ rùa sống trên đảo Saint Helena ở Thái Bình Dương vừa qua đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là cá thể rùa cao tuổi nhất trên thế giới ở tuổi 190. Cụ rùa này có tên gọi là Jonathan, sinh năm 1832, đồng nghĩa năm nay đã 190 tuổi. Kỷ lục trước đó thuộc về một cụ rùa 188 tuổi. Dù tuổi tác cao, Jonathan còn bị mù và không thể ngửi nhưng vẫn kiếm ăn và dồi dào sinh lực, thường xuyên được bắt gặp đang cố gắng ghép đôi với các cá thể rùa khác cùng sinh sống. Giới khoa học vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ cơ chế cho phép những con rùa như Jonathan sống lâu đến như vậy. Tuy nhiên họ cho biết rùa khổng lồ có khả năng tiêu diệt nhanh chóng các tế bào bị tổn hại, giúp bảo vệ chúng khỏi tổn thương ở những tế bào thường xuyên xuống cấp khi cơ thể già đi. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 27 ngày 28 tháng 1 năm 2022. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày 84 đến 88%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên mực nước cao nhất 0,80 m, mực nước thấp nhất 0,55 m. Roxy S Series bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh.